Thực sự là mình nhìn mình cảm giác rất hồi hộp, mình không dám bình luận nhiều, sợ mất tập trung. Nhưng mà quá sướng luôn, mình phải phốt lại thành lời. Sướng quá. 3-2 ở C1 rồi. Không biết thốt cái lời gì nữa. Rất hay. Tạm thời là 1-0 rồi. 1.400 vị khán giả đang theo dõi cái đấu này. Chúng ta tiếp tục đẩy lên 2.000 vị khán giả. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một lúc. Bởi đây là bữa tiệc. Hãy nhớ rằng là một bữa tiệc thịnh soạn. Mà Hoàng Mai Nhi sẽ là đầu bếp. Cố gắng chế biến làm sao mà he có thể trở thành 7 món được. Ít nhất là chiêu đãi cho quý vị khán giả, những người luôn quan tâm theo dõi Hoàng Mai Nhi trong suốt thời gian vừa qua. Anh thì là một trong những cây đa, cây đề của làng AI Việt Nam rồi. Một trong những game thủ gạo cội khi mà từ những ngày đầu tiên của bộ môn AOE này phát triển thì anh đã đặt vào đó những cái nền móng vững chắc với thương hiệu của một tay cung chủ lực rất cứng của AOE Việt Nam và vẫn thi đấu đỉnh cao đến thời điểm hiện tại. He thì được coi là một thế hệ sau, cũng là một lứa thế hệ vàng nhưng là về rất sau so với Hoàng Mai Nhi. Nhưng đến thời điểm này khi mà He vẫn đang ở trên thời kỳ đỉnh cao thì Hoàng Mai Nhi vẫn ở đó, vẫn giữ được cái vị thế của mình. Và solo anh vẫn đang thắng em tỷ số là 3-2 ở C1. He được đánh giá là một trong những game thủ thuộc hàng top về thể loại solo random ở Mapla. Đã có 600 lượt like và 800 lượt chia sẻ rồi. Rất mong anh em tích cực đẩy mạnh hơn nữa. Mình đang thấy là 1.300 bạn theo dõi kèo đấu của Hoàng Mai Nhi. Rất mong là 1.300 trái tim này chúng ta sẽ ủng hộ cho Hoàng Mai Nhi hết mình. Không chỉ là những lời động viên, những lời khen có cánh mà chúng ta sẽ có thể chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Và ấn vào nút like nữa. Nếu như bạn nào không muốn nó hiển thị trên dòng thời gian thì sau khi chia sẻ trên dòng thời gian của mình có thể ấn vào nút ẩn đi. Mình vẫn đang đọc comment của mọi người. Về mạng thì hiện tại là do tại bên văn phòng Pao, cái sự cố về mạng cũng giống như he thôi. Cũng đang quay giống như Hoàng Mai Nhi, đều gặp sự cố bị vỡ hình và giật. Mạng yếu. He công rát thật. He công rất rát. Cái lúc he lọt vào nhà là tôi cảm giác căng rồi. Thế nhưng với sự điềm tĩnh và trì trạch của mình, Hoàng Mai Nhi vẫn có thể thủ nhà được. Bài hit ti của thủ Hoàng Mai Nhi bên kia là gì anh vậy? Hit min. Vâng, như vậy đổi lại một chút quân. Mình là cung tiền, đâu bạn là xém tuyển. Có thể chuyển A. Làm sao ạ? Rất nhớ. Nhớ quá. Nhớ quá. À, bạn Đỗ Trịnh Duy ơi, mình chưa bao giờ bán hàng đa cấp nha, nhớ bạn. Vâng, rất nhớ anh. Kiều Văn Trung, mình là bình luận viên V Moon bạn ạ. Bảng quân mình vừa sửa rồi. Bởi vì con phải sửa tỷ số, mình up clip nữa nên là cùng một lúc nhiều thao tác tay, mình sẽ không đọc ngay được comment của anh em. Anh chào Trung Nguyễn nha. Ok kìa. Lại bị off kênh à? Đừng please. Tôi rất sợ với đường mạng này, rất mất công anh em chia sẻ. Chỉ sợ mạng nó yếu nó tự đứt một phát. Tôi chỉ sợ nó đứt một phát thôi là phí công anh em like và chia sẻ từ nãy giờ. Sao lại phải chia sẻ lại từ đầu? Rồi, vẫn ổn. Cảm cực kỳ hot đã chia sẻ ba nhóm, cả bạn rất nhiều. Quốc Huyết đã tham gia. Anh muốn mình lứa hay cảm ơn lại Văn Duy đã khen mình. Thạch Nguyễn ơi, bạn nói đúng ý mình rồi. Trước đây mình đã từng thi câu thi tài năng âm nhạc rồi, như là giọng hát Việt này, The Voice, không phải The Voice nha, The Voice, X-Fox này, cả chương trình gì nữa nhở, tìm kiếm tài năng Việt, Việt Nam Got Talent đã có mình tham gia rồi. Và tất cả các bạn giám khảo đều có chung một nhận xét, đó là giọng hát của mình nó rất nội lực, nó lạ. Và mình cần những cuộc thi mang tầm đẳng cấp quốc tế để tham gia, chứ không nên tham gia những cuộc thi như thế này.
bởi nó chưa xứng tầm. Nếu như thành danh ở những cuộc thi mang tầm quốc gia thôi, Việt Nam thôi thì nó không ăn thua. Bạn phải tham gia cuộc thi quốc tế. Bạn phải so tài với các tài năng âm nhạc quốc tế. Còn chứ ở Việt Nam này mình nghĩ là khó người đọ lại với giọng của bạn. Nên là từ bấy đến giờ thì mình vẫn đang chờ đợi một cuộc thi tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam về âm nhạc, về giọng hát. Mình vẫn chờ đợi. Chỉ một chút chia sẻ, một chút trải lòng với anh em. Mình để giữ giọng hát của mình thì mình không đi hát nữa, mà mình cầm mic để bình luận. Đấy là một cách để giữ giọng. Mình sợ rằng nếu như đi hát lúc này sẽ bị lộ quá sớm. Lúc đấy thì các bầu show sẽ lại họ bâu vào. Họ sâu xé mình. Họ bắt mình đi diễn show giống như là Tùng Sơn vậy. Và về vấn đề giật lag rất mong anh em thông cảm do mạng ở bên PAL có vấn đề ngày hôm nay. Giống như He cũng đang bị và He cũng đã phải có một thời gian dừng lại để chỉnh lại máy quay phát cũng như là chất lượng mạng. Nhưng không được. Mình chưa từng bị ăn tông ăn rết như bạn Tô Đình Quảng nha. Có được người tặng cho cha cô thì có rồi. Mình rất hay được tặng đồ từ các fan hâm mộ về giọng hát của mình. Đấy là cha cô này, giày Adidas này, Nining này, giày Nike này, rồi quần áo các thứ hàng thùng rất nhiều. Vâng, như vậy là game thủ E lên sớm hơn một chút, dường như là đánh cung A đấy tê he. Cung A theo sóc dân thôi. Cứ dân rủng ra, thật đều dân mà. Cung R của Hitty với cung A của Minwan. Ồ, 12 giờ rồi, đúng cái điểm dò sót. Đây có lẽ cũng là một trong những bài học dành cho các bạn. Đó là khi đã đi dò thì nên dò cho thật kỹ vào, dò sâu. Vâng, cảm ơn Trân Mạnh Thiên Tử đã chia sẻ rất nhiều nhóm và trở thành người chia sẻ. Giống như bạn Tô Đình Quảng cũng trở thành người chia sẻ. Bạn Đức Bin cũng là người chia sẻ luôn. Và Cực Kỳ Hot cũng người chia sẻ. Hay Trái Tim Băng cũng người chia sẻ nốt. Trần Ấn cũng là người chia sẻ. Đó là những tấm lòng của các bạn gửi tặng cho Hoàng Mai Nhi. Một thứ tình cảm rất thiêng liêng và trân trọng. Bạn Lê Văn Khôi, mình là V-Moon bạn nha. Mình là V-Moon, rất mong bạn có thể nhớ chuẩn tên mình. Đừng nhầm tên mình với tên của một ai khác, bởi mình rất buồn. Mình sẽ cảm giác bị chạnh lòng. Ồ, vẫn là cùng bà lỗ ạ. Lại cùng chỉ mặc áo lót thôi. Mặc áo lót thì thi đấu. Đây rồi, họ đã lên đủ áo rồi. Không còn là mặc áo lót thi đấu nữa. Cũng là một bài khỏe của hay. Nhưng mình điều được. Cũng là Hitty điều được. Vâng, tuyệt vời. Chưa chết không là nào. Quá nhiên sẽ phải ra thêm ruộng. Lượng ruộng của anh đang là chưa nhiều lắm. Gỗ đang là khá nhiều. Phải tăng tốc phát triển. Nên nhớ là bài này là một dân đều. Bởi vì chắc chắn là hey, loài đang sóc một dân đều. Ô, không vào được. Hơi đáng tiếc. Vâng, Trân Mận Thiên Tử cách đây 6 năm đang ngồi rượu với mình và chém chế ở quán Linda. Thế thì đúng rồi, trước là mình có chơi ở quán anh Linda. Một thời gian dài cầm trịch thì cắt team ở đấy. Cũng là một trong những game thủ số má. Cứ sóc một dân đều và anh ạ. Xem he dân rủ như nào mà chỉ hơn he tầm khoảng 5-7 dân là đẹp. Sau đó cung A, à cung R cũng biết là mình phải dò liên tục để tránh tình trạng là he đẩy ảo. Thế châu hoa vậy và giết khoảng 5-6 dân là đẹp rồi. Đấy, mỗi lúc làm yếu he một chút. Dân mình thì không mất. Và mình nở dân liên tục. Đấy, quấy liên tục nhà he. Bớt bừa một tên này thì anh bớt đi. Bớt được cái áp lực. Một vài con sẽ đứng để đón đầu của he, đề phòng đội bạn ra bắt. Họ định ra bắt, chạy luôn. Đấy, mình chỉ giả vờ thôi, quấy các đầu. Còn để gần như là dành thời gian để mình phát triển. Sao chuẩn bị tăng A nhá. Chúng ta phải tăng A. Bây giờ là còn đang chat chít FaceTime với ai rồi.
Đi à. Chào anh Phạm Trung Đức nha, anh Đức ơi like và chia sẻ cho Bách nha anh nha. Hãy like và ủng hộ. Bây giờ heo nó sẽ đẩy thẳng, sẽ phải tăng A được anh. Đến lúc tăng A rồi, heo tầm này là bắt đầu dồn quân là sẽ đẩy thẳng anh đấy. Tấn cấp đầu máu. Họ như là chưa biết nhà mình ở đâu anh ạ. Hình như chưa biết, nếu mà chưa biết thì là không lo. Xem điểm dò của heo là biết ngay là họ có đi công an hảo không. Bắt đầu đi đi rồi, 24% là bắt đầu được. À không, 24% là vẫn quanh quanh nhà thôi. Gặp 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 gặp. Bắt đầu đi. Mình sẽ phải ăn gỗ ở dưới 6 giờ nhiều hơn. Bởi mặt kia sẽ là mặt công của họ. Mặt công này mình sẽ không ăn được quá nhiều. Hè đang muốn dồn lên, họ bắt đầu dồn đều lên rồi. Sẽ đảo, chỗ này có khe đảo anh nha. Anh đứng quân trong phía bên trong là đẹp. Để đêm chờ rồi. Đang dàn khá nhiều quân xuống đây. Tầm này mà ăn gỗ là mình chỉ ăn ở mặt 6 giờ với cả mặt này thôi. Tránh cái mặt mà họ đẩy lên. Chặn từ tiếp viện của đội bạn. Sẽ chặn từ tiếp viện. Vâng, đang muốn dí thẳng vào trong luôn. Dí luôn. Quân kia. Vâng, rất ít cung A ở nhà. Cái này mình là hai kích cung R. Đổi nhà với Hitty là một sai lầm dành cho game thủ He. He đã cắt quân về. He đã cắt quân về nhà thủ rồi. Đấy, có quả luôn. Vâng, hết cung A ở nhà rồi. He hết cung A ở nhà. He cũng chạy, bỏ nêu chờ và vứt khoảng 10 cung R vào đó. Vâng, He không kéo quân về nhà. He cũng chạy dần, mình cũng chạy. Bài cung A bỏ nhà với bài cung R bỏ nhà. Ôi nhà tôi, ôi nhà tôi. Nhà tôi mất thì nhà đồ bạn cũng nát tươm, nát tướp. Cũng nát tươm, nát tướp như nhau cả thôi. Vâng, nát tươm, nát tướp như nhau cả. He bây giờ sẽ không để ý đâu, sẽ không thể để ý được. Một bài cung R bỏ nhà với cung A bỏ nhà ư. He thì bắt min one đi quả màn đồ với cả cung R Hitty. Vâng, bây giờ là thời điểm chúng ta đang cần một chút quân và cũng có thể xong lại dần được. He đang chặn dần vòng vòng. Đây là một khoanh ruộng không? Ruộng anh vẫn còn ở nhà chính đi bà. Ủa, tha hồ sóc lại dân mà làm lại luôn. He dường như là muốn kéo cung A trở về nhà. Đấy, có thể làm luôn một vòng ruộng cũng được. Gỗ ăn là rất nhiều. He vẫn nở được xóm xóm cung A nhỉ. Thế He đang ở đâu? He, where are you? Em ở đâu? Em ở đâu? Có thể lên tiếng được không hả He? He có thể lên tiếng được không? He đánh bài cung A đổi nhà. Oh my god, là đầu tiên tôi thấy cái chiến thuật là cung A đổi nhà với Hitty. Họ kéo cung A về rồi. Họ bo rồi anh ơi, để cung đó. Cung đó kẹt. Có thể đấu quân ở nhà họ được. Mà từ đây sẽ ra được thôi. Chạy ra được đâu anh ơi. Ừ. Đốt nghe anh, đốt nghe. Chắc dần được một phát là chạy được. Rồi chạy cái này để đi quản tiếp. Bài gỗ chạy. Vâng, mình chạy đi chạy về. Rất nhiều gỗ anh, nhìn gỗ rồi đấy. Ra ruộng đi. Họ giữ được nhiều dân nha, họ chưa mất nhiều dân đâu anh ạ. Giờ bắt cung A lẻ của họ đi. Bắt cung A lẻ. Cung A lẻ bây giờ họ đi quản bản đồ là rất nhiều. Đấy, họ đang đẩy lại trong góc ấy. Bắt hết lẻ đi. Cố gắng làm sao để bắt được càng nhiều tân đi lẻ của hai càng tốt. Sử dụng cái này là ổn rồi.
vừa lại thêm tân qua của he quanh quanh đây xong. Ở trong góc kìa, cho bách quả. Anh kia ăn đi, chắc đấy là chỉ có một con hoa thôi, không gì cả. Chúng ta thấy là việc đánh cung đò nó lợi hại như nào. Bỏ nhà bỏ nước đơn giản thôi, không vấn đề gì cả. Có 5 con cung đò ở trong này, nhưng mà cũng chưa thể vào ngay được. Cung đò không có thấy dạng. Đi vòng thử lên nhà A đâu bạn xem. Tầm này he sẽ lại dồn lại nhà ho như một tơn nữa, hoặc là đang cơ cấu lại nhà. Đấy, mình cứ chạy đi thì mình cũng về lại phát triển được. Họ cũng chạy đi, họ về phát triển, họ đẩy tiếp. Họ đẩy tiếp kìa anh kìa. Lại thấy Tơn này ít, tơn này rất ít cho he. He để nêu chờ. Phải he anh ơi, phải he bắt. Đừng để họ bổ sung thêm. Họ bổ sung thêm rồi. Nhưng mà vẫn đấu rồi đấy, em cảm giác là đấu được. Nhưng mà an toàn đã, cứ từ từ. Mình để dở vào đổi. Lại dở vào đi vòng sau. Đến thì chạy. Còn bây giờ vòng sau đã bắt tân nhồi lên của họ. Không cho họ tiếp viện là họ sẽ sợ, họ phải giật lùi về. Bắt buộc he phải giật lùi về, còn không thì anh chặn đứng tiếp viện. Rồi họ tiếp viện lên đây rồi. He sẽ phải kéo thêm về. He sẽ bắt đầu khoảng 10-15 con. He sổ dụng chính mình đã chạy. Mình chạy là mình ăn gỗ. Ủa ít cù hà lắm anh ơi, ít cù hà lắm. Rất ít cù hà. Để đưa trà và lại chiếm nhà he một lần nữa. Thêm một lần nữa chiếm nhà của he. He đứng dưới dốc rồi, ăn được tên này. Ở nhà của he đang đảo. He vừa vẩy, he vừa đảo. Dí vào anh ơi, dí hẳn vào. Ở nhà đỡ được thoải mái. Ở nhà đỡ được. Vâng, ở trên này mình cũng ăn được luôn. Như vậy he vừa không công được, vừa không thủ được. Công không được, thủ không xong. Giờ he sẽ làm gì đây? Vâng, câu hỏi đặt ra là he sẽ làm gì trong khoảng 30 giây tiếp theo. 30 giây suy nghĩ của cuộc đời cho he bắt đầu. Chúng ta cùng bấm giờ. Cùng bấm giờ nào. Vâng, he vẫn chưa có ý định quit. Bởi tôi chưa thấy có dấu hiệu giật giật. Thường thì đàn ông là hay có dấu hiệu giật giật là sẽ ra. Nhưng chưa thấy he giật. Tham 65 dành mông gõ 1 dành cho game thủ he. Và tỷ số là 1-0 ở C2. Những pha đổi nhà đầy táo bạo của Hoàng Mai Nhi. Nhiều người tham giữ nhà tôi nghĩ là sẽ chết hết cùng đờ mà không giải quyết được vấn đề gì cả. Tuy nhiên Hoàng Mai Nhi đâu có một đường quân táo bạo là đổi nhà của he he. Vì mình là cung đờ, mình dễ quả bản đồ hơn. Chỉ cần bạn đi lẻ thôi là mình sẽ bắt được. Tên đấy đỡ là có vẻ khá khoai. Nếu cố đấm ăn xôi đỡ nhà là khả năng chết cung đờ. Một bài cũng khỏe của he khi mà he lên cua rất nhanh. Đánh rất đầu óc. Một tràng vỗ tay dành cho Nhi Nhí Nhảnh. Vâng, 2.000 người đang theo dõi Hoàng Mai Nhi rồi. 2.000 khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng Hoàng Mai Nhi. Rất mong 2.000 khán giả, 2.000 trái tim chúng ta sẽ ủng hộ cho Hoàng Mai Nhi bằng cách like và chia sẻ. Coi như là một minh chứng cho những nỗ lực của Hoàng Mai Nhi để đối đầu với game thủ he. Hôm nay thì do chất lượng mạng tại bên văn phòng Pao nó không được như ý là rất buồn. Nhưng mà mình cũng đang rất cố gắng để tìm cách gọi là khắc phục sự cố này. Đúng rồi, bạn Đức Anh Trần đánh rất kinh nghiệm. Cũng có tuổi đờ, tuổi chế là tầm chục năm rồi chứ ít đâu. Hay đổi nhà với Hoàng Mai Nhi và yes. Bác Cung